Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024. Em và chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lan Cang, xã Anh Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu nằm cành trắng phú quý. Kỳ này siêu nhiều rễ luôn các bác nhá. Cực kỳ là nhiều rễ, đẹp và khỏe. Ngọn thì vẫn đang đi. Cái kỳ này thì nó được khoảng 20 sen nhau nhá, 20 sen. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay, một chậu nằm cành trắng phú quý. Chậu này thì nó là hàng mầm gốc các bác nhá, mầm gốc. Chậu này thì cái mầm này rơi vào khoảng tầm 25 27 sen rồi. Ngọn đây, ngọn vẫn đang đi. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, một chậu nằm cành trắng phú quý. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc và hai kỳ trên thân. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Hai mầm gốc rất là đẹp các bác nhá, rất đẹp, rất là khỏe. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một chậu nái nằm cánh trắng bạch tuyết các bác nhá. Nái nằm cánh trắng bạch tuyết. Chậu này hai mầm gốc đang đi ngọn và một cái mầm gốc thân ngọn rồi. Đấy, mầm này đang chuẩn bị đẻ mầm gốc tiếp các bác nhá, đang nứt mắt đây rồi. Cái bạch tuyết này là cái dòng duy nhất mà một năm nó đẻ khoảng 3 đến 4 lần. Nên đến cuối năm những cái chậu này các bác về ngắm hoa và có những cái bụi bạch tuyết to luôn. Đẻ như mầm này chuẩn bị đẻ nhá, sắp tới hai mầm này đẻ rồi các bác nhá. Thì nó sẽ được khoảng tầm 5-6 mầm gốc ạ. Đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay. Chậu này thì thắt ngọn rồi nhá. Thắt ngọn rồi này. Mầm gốc đây. Mầm gốc cũng đang bắt đầu sưng rồi. Đây ạ. Mầm gốc này. Mầm gốc thì đang bắt đầu sưng mắt rồi. Chuẩn bị đẻ rồi. Như cái mầm này thắt ngọn rồi là về các bác đều có thể tiết hoa được. Đơn hàng số 5 này thì em chia sẻ cho các bác cái giá là 120.000 cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác cái giá là 120.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác cái giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Chậu này hai mầm gốc thôi nhá, 100.000. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là ám lá nhựa địch quả thành sườn phú thọ. Mỗi một chậu này thì em để 3 kỳ. À có cái chậu này là được 4 kỳ này các bác này. Đấy, chậu này thì được 4 kỳ. Có một kỳ thêm một cái kỳ nhỏ nữa là 4 này. Còn đâu thì sẽ là 3 kỳ như này. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên rồi nhá. Ươm tự nhiên, dòng lá mít. Lá mít và thân thù. Cái này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 150.000 đồng trên một chậu. 150.000 đồng nhá. Các bác lấy chậu 3 kỳ hay 4 kỳ thì các bác báo em. Cái này các bác sưu tầm những chậu này về là sang năm lấy mầm gốc hoặc làm chậu nái luôn. Cái dòng này thì là lá mít, lá rất là dày nhá, và thân thủ rồi nhá. Đơn hàng số 8, ám lá nhựa đi qua, 150.000. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là mít hồng phai các bác nhá, mít hồng phai. Đệ nhất mít luôn đấy ạ. Cái dòng này thì nói chung là bản lá của nó tầm khoảng 90 sen thôi nhá. Và nó là dòng thân thủ. Hoa thì không có điểm chê gì luôn các bác nhá, hoa quá là đẹp luôn. Thân lá và mặt bông thì em có thể về góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Đơn hàng số 9 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng trên một chậu nha các bác nhá, 500.000 đồng trên một chậu. Các bác mua hàng ấy, thì các bác cứ tham khảo vì là bây giờ nó có rất là nhiều kênh. Nhưng mà các bác cũng phải tìm hiểu kỹ vì tránh trường hợp là mất tiền mà mua phải hàng nó không chuẩn. Tiền nào thì của đấy các bác nhá, không có chuyện là cây đẹp chuẩn mà giá lại rẻ đâu. Không bao giờ có cái đấy các bác nhá. Bao giờ đồng tiền nó cũng đi liền với chất lượng luôn. Cây chuẩn, cây đẹp
thì giá tất nhiên là không bao giờ có giá rẻ, 100-200 nghìn. Đấy, đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là 5 cành tràng gấu trúc. 5 cành tràng gấu trúc thôi nhá. Kỳ rất là khỏe, kỳ này, những cái kỳ này là kỳ cắt cả mẹ đâu nhá. Cả mẹ dễ đây, rất là nhiều dễ rồi. Ngọn, ngọn đang đi. Đơn hàng số 10 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng trên một chậu cho đơn hàng số 10. 300.000 đồng nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay, một kỳ gấu trúc, kỳ này rất là nhiều rễ này. Nhưng mà kỳ này thì em xuống sau, xuống sau hai kỳ kia các bác nhá. Nên là bây giờ nó mới đang bắt đầu bám chậu này. Này, ngọn này, ngọn vẫn đang đi. Cái đơn hàng số 11 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh tràng Phú Thọ. Tác phẩm luôn. 5 mầm gốc thôi nhá, 5 mầm gốc, ngọn vẫn đang đi. Những cái chậu này thì các bác về treo lên chỉ việc tưới nước và để đợi là sang năm đấy các bác ngắm hoa thôi. Những chậu này là chậu nái rồi. Các bác mà có không gian rộng hoặc là các bác mà có quán nước, quán cà phê, các bác có thể sưu tầm những cái chậu này về các bác treo lên để tạo cho không gian quán một cái không gian rất là tự nhiên khi mà có những cái chậu cây như thế này. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Chậu này cũng 5 mầm gốc không nhá. 5 mầm gốc, ngọn đang đi, rất là khỏe và đẹp luôn. Đơn hàng số 13, 250.000. 250.000 cũng là đơn hàng số 14. Chậu này 5 mầm gốc không nhá. 5 mầm gốc, rất là đẹp. Và những cái chậu này thì các bác nhá, trồng rất là sạch sẽ nhá, rất là sạch sẽ, giá thẻ rồi, bón phân rồi. Thật ra là để trồng được một chậu lan như thế này ấy, thì nó cũng mất thời gian khoảng từ 2 cho đến 3 năm rồi nhá, thì mới trồng được một chậu lan như thế này, chứ không phải là cho xuống cái trồng ngay mà bán được 250 đâu ạ. Thì các bác cứ tính ra là một năm này cần cả chi phí tưới tắm, nói chung là công nữa, công chăm sóc nữa. Nên là bán một chậu lan như thế này thật ra với thời điểm bây giờ thì các bác biết là hầu như là chỉ được khoảng 20-30 nghìn một chậu thôi, mà lại còn giá thể đây trồng Otachi các bác nhé. Nói chung là nó cũng mất rất là nhiều, rất là nhiều công. Đây là đơn hàng số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay chậu này thì 7 mầm gốc các bác nhé, 7 mầm gốc. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay chậu này 4 mầm gốc rồi nhá. 4 mầm gốc, nhưng mà 4 mầm gốc này thì rất là dài và rất là đẹp, rất là to. Ngọn này, ngọn nào cũng đang đi rất là khỏe. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu mít nối ngọn Xuân Sơn. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là một chậu nái bệt võ tòng. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Chậu này 2 mầm gốc các bác nhá. Ngọn này, ngọn đi quá khỏe luôn. Cái dòng bệt này là bệt mũi trắng thôi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay một chậu nái bệt võ tòng 3 mầm gốc. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. 21 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng cố hương. Đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 22. 22 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 22. Để mầm gốc đây, mầm gốc xem nhau hai cái mầm này. Ngọn đang đi rất là khỏe rồi nhá. Những chậu này là chậu nái là về các bác ngắm hoa luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay chậu này 3 mầm gốc rồi nhá. 3 mầm gốc. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay đó là kiều Phi Yến rồi nhá. Đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng trên một kỳ các bác nhá. Cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. 25 ngày hôm nay đó là
tím tuần triệt, bông cánh bầu rất là đẹp, tím đẹp luôn. Đơn hàng số 25 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng trên một cây. Cây này là cây cắt khúc ươm các bác nhé. Và hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ thì các dòng có nhiều bông tím còn đắt hơn những cái bông trắng rất là nhiều. Vì là thứ nhất là cái lượng giống trên thị trường là ít, nó khan hiếm hơn là cái dòng trắng, nên là giá thành nó giữ giá hơn nó rất là nhiều nhá. Để nói cụ thể như một cái cây tím tuần triệt này bây giờ hiện tại bây giờ đang giá đang cao hơn không tên và Bảo Duy luôn. Bông tím tuần triệt này là cái bông mà rất là đẹp rồi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay là 5 cánh trắng vô thường rồi nhá, cái cắt khúc ươm tự nhiên. Đơn hàng số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng trên một cây cho đơn hàng số 26. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay. Cây này ngọn vẫn đang đi rất là đẹp. Cây này thì rơi vào khoảng tầm 17 cm này. 17 cm các bác nhá. Đơn hàng số 27 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 27. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Cây này thì ngoài 20 cm này, ngọn vẫn đang đi. Rễ rất là khỏe luôn. Đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay. Mầm gốc nằm cánh trắng mắt trâu. Đơn hàng số 29 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000. Cái mầm gốc này tốc độ phát triển nó phát triển nhanh hơn kỳ rất là nhiều đó nhá. Đơn hàng số 29. Em chuyển qua đơn hàng số 30. 30 ngày hôm nay. Kỳ 5 cánh trắng mắt trâu size nhỏ cắt khúc đó nhá. Đơn hàng số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 32. 32 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 32. Kỳ này tầm khoảng 25 cm các bác nhé. Đơn hàng số 32. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng ngọc sơn cước. Đơn hàng số 33 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho đơn hàng số 33. 250.000 rồi nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng Juliet. Đơn hàng số 34 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 650.000 đồng cho đơn hàng số 34. Em chuyển qua đơn hàng số 35. Đơn hàng số 35 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 850.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay, một cái Juliet size nhỏ cho các bác hộ cận nghèo đây. Kỳ rất là đẹp luôn rồi nhá, rễ rất là khỏe. Kỳ này là kỳ đầu ngọn này, kỳ cắt khúc. Cái Juliet này nó lớn rất là nhanh và nó đẩy rất là khỏe rồi nhá. Một khi đã có rễ nó bám lá thể như này rồi. Nó phi nhanh cực kỳ luôn. Đơn hàng 36 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 420.000 đồng cho đơn hàng số 36. Còn các bác mua hàng ở bên nhà em thì các bác yên tâm, điều đầu tiên đó là chuẩn giống chuẩn mật bông thì bên em mới chia sẻ rồi nhá. Còn các bác mua hàng của em thì biết rồi, em bán lan tính đến thời điểm này là khoảng tầm 8 năm rồi, từ khi mà lan nó vẫn còn rất là đắt tầm vài chục tỷ thì em vẫn đứng đây bán lan, mà đến thời điểm này vài chục nghìn thì em cũng vẫn đứng đây bán lan cho các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Đơn hàng số 36 em chuyển qua đơn số 37. Đơn số 37 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng Bảo Duy. Đơn số 37 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng trên một cây. Cây này là cây cắt khúc ươm tự nhiên rồi nhá. Cắt khúc ươm tự nhiên. Cây rất là khỏe và đẹp. Đơn hàng số 37. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay, cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng. 550.000 rồi nhá. Cho đơn hàng số 38. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương. Đơn hàng số 39 này thì em chia sẻ cho các bác với giá 450.000 đồng trên một cây. Tất cả là cây cắt khúc ươm tự nhiên các bác nhé. Đơn hàng 39. Em chuyển qua đơn số 40. Đơn số 40 ngày hôm nay, cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Cây cắt khúc, cái dòng Bình Dương này là cái dòng thân thủ luôn, thân rất là to. Ngọn này ngọn đang đi rất là đẹp các bác nhé. Đơn hàng số 40. Em chuyển qua đơn hàng số 41. Đơn hàng số 41 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng người đẹp không tên, mầm gốc 52. Hai mầm gốc rất là đẹp các bác nhá. Chậu này các bác sưu tầm về làm chậu nái luôn.
Đơn hàng số 41 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 cho đơn hàng số 41. Em chuyển qua đơn hàng số 42. Đơn hàng số 42 ngày hôm nay đó là người đẹp không tên, kỳ cắt khúc. Đơn hàng số 42 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng. 380.000 đồng nhá. Cho đơn hàng số 42. Em chuyển qua đơn hàng số 43. Đơn hàng số 43 ngày hôm nay, trọng này thì một mầm gốc, ngọn đang đi rất là đẹp. Ra được một cái kỳ trên thân và một cái mầm lỡ nhỏ nhỏ nữa. Đấy, trọng này thì các bác về làm chậu nái luôn. Đơn hàng 43 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho đơn hàng số 43. Em chuyển qua đơn hàng số 44. Đơn hàng số 44 ngày hôm nay đó là một cặp sơn nữ sơn la, kỳ cắt khúc rồi nhá, kỳ cắt khúc dễ bám chậu rồi. Đơn hàng số 44 này, cặp này em chia sẻ cho các bác với giá là 3 triệu đồng, 3 triệu đồng rồi nhá, cho đơn hàng số 44. Và đơn hàng số 44 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại em để phía góc bên trái màn hình. Và các bác nhắn qua Zalo thì các bác vui lòng là cho em xin một chữ kết bạn. Các bác kết bạn với em rồi thì các bác nhắn tin thì Zalo nó sẽ thông báo. Còn nếu mà các bác không kết bạn, các bác nhắn tin thì nhiều khi là một ngày đến hai ngày sau thì Zalo nó mới thông báo các bác nhé. Cuối video thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.